Tờ The New York Times hôm 24 tháng 11 đưa tin, ông Victor Belenko, người từng lái chiến đấu cơ MiG-25 đào tẩu từ Điên Xô sang Nhật Bản vào năm 1976, đã qua đời, thọ 76 tuổi. Gia đình xác nhận ông Belenko đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 24 tháng 9 tại một trung tâm dành cho người cao tuổi ở bang Illinois, Mỹ. Nguyên nhân được xác định là do ốm nặng. Thời điểm đó, tin tức về cái chết của ông Belenko không được công bố rộng rãi. Vào năm 1976, ông Belenko đã đánh cắp một máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-25 của Liên Xô và tiếp cận bờ biển ngoài khơi đảo Hokkaido của Nhật Bản. Lúc đó, chiếc MiG-25 đã bay lên độ cao 6.000m so với mặt nước biển. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy phi công muốn được các hệ thống radar trong khu vực phát hiện. Vào khoảng thời gian đó, MiG-25 đã khiến các quân đội phương Tây dày chừng và thèm khát trong nhiều năm. Trước khi đào tẩu, ông Belenko là thành viên lực lượng phòng không tinh nhuệ của không quân Liên Xô. Ông đã lên kế hoạch trốn thoát trong nhiều tháng. Khi phi đội của mình được giao nhiệm vụ huấn luyện không vũ trang trên biển Nhật Bản, ông đã tiến hành bỏ trốn. Sau khi hạ cánh xuống Nhật Bản, ông Belenko được quan chức nước này giữ lại. Trong khi máy bay được chuyển cho người Mỹ, chiếc MiG-25 đã được rã ra, bổ xẻ và phân tích trước khi được trả lại cho Liên Xô vài tuần sau đó. Ông Belenko được cấp phép tị nạn ở Mỹ và sau đó được trao quyền công dân. Để tránh bị chú ý, ông lấy họ là Smith và thường xuyên di chuyển khắp đời. Ông làm cố vấn cho các công ty hàng không vũ trụ và các cơ quan chính phủ. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, ông Belenko thỉnh thoảng xuất hiện tại các triển lãm hàng không và sử dụng lại tên Victor Belenko. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo thanh niên.